Ồ, hello em. Dạ. Ờ, nhìn có vẻ quen quen đúng không? Là sao vậy? Không biết nữa. Chắc là TikToker gì đấy các bạn. Chắc là cũng đang thắc mắc là không biết bạn này là TikToker gì nhỉ? Em tên là Chu Tiểu Han ạ. Ủa? Han hay Hân? Han. À, Han á, vâng. Tên thật luôn. À không, tên giả. À không, tên giả. Kiếm lông dao quá. Tên giả. Thế có cho biết tên thật không? À, tên thật của em là Chu Phương Thảo ạ. Ok. Và sao thấy thắc mắc sao lại Việt Nam lại Han nhỉ? Kể tao. Okay. Và bây giờ anh có trò chơi là em đọc được tên năm hãng xe hơi bằng tiếng Anh. Bằng tiếng Anh á? Ờ, đọc đúng bằng tiếng Anh. Ôi. Thích xe hơi không? Em thích nhưng mà em cũng không giỏi tiếng Anh lắm. Em cũng không giỏi tiếng Anh lắm. Không sao, không sao. Chúa phù hộ em. Thần Việt được không anh? Việt Nam thì 50 của anh bay mất luôn à? Thế thì còn 40. Ui rồi ui. Xe nào giá trị nhất mà em đã từng ngồi được? Ngồi nhờ cũng được anh. Ngồi thôi. Chắc là mẹc thôi ạ. Mẹc. Vâng. Ngồi ghế chưa? Mẹc đúng không? Thế bây giờ anh sẽ cho em đọc cái mẹc trước nhá. Vâng. Ok. Nào đọc nào. Mercedes. Toyota. Ok, nào, kế tiếp nào. Honda. Nissan hả? Ford. Kia. Yeah. Rất là vanh vách luôn. Chúc mừng em nhá. Vâng. Ok, chúc mừng em đã đạt được giải thưởng 0.000 đồng. 0.000 đồng. Có mỉm cười nhưng trong lòng chẳng được vui. Vui nhiều. Cảm ơn. Bây giờ anh đọc lại cho em nhá. Vâng. Ok. Cái số cái đầu tiên là Mercedes đúng không? Thì em sẽ đọc là Mercedes. Mercedes. Mercedes Benz. Mercedes Benz. Okay. Cái thứ hai là Toyota. 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 Honda. Honda. Nissan đúng rồi. Nissan. Kia. Kia. Ok thì dù sao thì cũng là tăng thêm cái hiểu biết cho em. Vâng, em cảm ơn anh. Để khi mà em sang bên Mỹ thì em sẽ đọc cho người ta hiểu. Ủa không, chắc em ở Việt Nam thôi. Ok. Chúc em may mắn lần sau. Vâng, em cảm ơn ạ. À, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Vâng. Khoan. Anh sao sơn nhàn nhão vậy anh? Sơn nhàn nhão vậy anh? Vậy đó. Chịu không chịu thì thôi. Em biết tiếng Anh không? Anh yeah. So, you know Vietnamese? Ok, thế bây giờ em đọc được 5 thương hiệu ô tô bằng tiếng Anh, em sẽ được. Làm sao? Em sẽ được thưởng. Ok, ok, I'll try. Thế em đang đi học đâu? Yeah, em đang học ở Melbourne. 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 Bao nhiêu năm rồi? Dạ 6 năm ạ. 6 năm. Hiện tại em đang sống đâu? Em về Việt Nam chơi thôi nhưng em vẫn sống ở Melbourne. Nhà em ở đâu? À, ở Cần Thơ. Cần Thơ. À, là trong Sài Gòn. Dạ, miền Nam. Ok, thì chắc cái thử thách này sẽ không khó cho em đâu đúng không? Em không có gần ô tô cho lắm. Không có này. I'll try. Thì bây giờ cứ thử nhá, xem được không nhá. Dạ. Ok, thương hiệu đầu tiên nào. Lexus. 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 Dạ. Ok, nice. Mercedes-Benz. Wow. Thế tiết lộ một chút là em từng ngồi chiếc xe nào giá trị nhất nhỉ? Mercedes. Nhìn thích không? Ngồi êm không? Em xịn. Thế bồ mà đi con đấy đổ luôn không? Cũng tùy. Ok. Hai cái rồi nhỉ? Dễ thôi. Nissan. Cool. Khó hơn một chút nhá. Toyota. Ferrari. Wow, cool. Thế trong 5 cái em vừa đọc em thích nhất cái gì? Mẹc. À, vẫn là mẹc thôi đúng không? Kể cả Ferrari mà nó đắt hơn thì thôi, cũng không thích. Chúc mừng em nha. Ok. Thế bây giờ em đọc thêm một số cái nữa đâu? I'll try, yeah. Ford. Rolls Royce. Hyundai. Có phải hai Hyundai không? Anh không chắc. Hai Hyundai. Tên đây đi. Porsche. Oh, ok, đúng rồi. Lamborghini. Đây, nốt cái này. Mazda. Cảm ơn em nhá. Thank you. Em ơi. Em biết tiếng Anh không? Em không. Em biết tiếng Anh à? Không biết tiếng Anh. Bây giờ anh vẫn còn trò chơi cho em ấy. Trò chơi gì ạ? Bây giờ em đọc được
đúng tên thương hiệu ô tô ấy. Sao ạ? Thì em sẽ được. Em ngu lắm ạ, em ngu cái đấy lắm. Em ngu cái đấy lắm. Ngu lắm à? Em ngu, em không biết tên xe đâu. Thế em đã từng ngồi ô tô nào chưa? Vướng cái chó gì mày. Ô tô giá trị nhất mà em từng ngồi là gì ạ? Taxi. Có ngồi xe xịn không? Xe xịn là không, em không ngồi xe xịn đâu. Nhìn em vậy thôi chứ em nhà quê mà. Thế em đọc được 5 cái nào bất kỳ không? Không biết là bất kỳ ạ. Rolls Royce cơ à? Vâng. Và tiếp nào. Mẹp. 5 cái hả? Sao rồi? Không nhớ là. Thích cái nào nhất? Nếu em thích thì em thích đi mẹp nhất. Rolls Royce không thích hơn à? Không, bởi vì mẹp nhìn nó sang hơn, em thích hơn. Nhìn nó đẹp. Rolls Royce thì rẻ hơn đấy. Vâng. Có tin vào đàn bà không? Ok, cảm ơn em nhá. Vâng. Hello em nhá. Hello anh ạ. Nếu em đọc được đúng 5 tên thương hiệu xe hơi, dễ đúng không? Không dễ đâu. Không dễ. Đọc đúng tên 5 thương hiệu xe hơi bằng tiếng Anh thì em sẽ được 50. Mercedes, Rolls Royce, VinFast. Chết rồi, em không nhớ. Tự nhiên không nhớ rồi. Quên rồi, không nhớ nữa rồi. Đây, anh gợi ý cho. Hyundai, Honda, Toyota, Nissan. Thế thích đi con nào nhất? Em thích VinFast ạ. Tại sao? Tại vì em thấy VinFast đẹp, đẹp đẹp nhất. Đẹp nhất, phải lòng nhất. Đúng, em thấy mấy chị đi VinFast nhìn đẹp. Còn anh nào đi là đổ luôn. Không, tùy thôi anh ạ. Thích anh người yêu đi xe nào nhất? Cái miễn là người yêu em thì đi xe nào cũng ok anh ạ. Vỗ tay. Thôi chúc mừng em nhá. Vâng. Em muốn lấy thử không? Ơ kìa. Anh cho thì em lấy ạ, còn không thì thôi ạ. Nói chung là em đọc thì là sai hết rồi. Sai à? Thì cái tên của nó ấy. Đây. Đầu tiên là Mercedes đúng không? Vâng. Thì là Mercedes. À, vâng. Em đọc thêm tiếng Việt. Honda. Honda, à. Toyota. Wow, bây giờ em mới biết. Thế thì như này là sẽ tăng vốn hiểu biết của em lên rồi đúng không? Vâng. Ok, cảm ơn em nhá. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Em ơi. Nếu em đọc được tên thương hiệu xe hơi của bằng tiếng Anh thì em sẽ được 50 cho em. Xe hơi á? Đọc đi. Tên xe hơi bằng tiếng Anh. Trông các bạn hình như đang quay đúng không? Đúng rồi. Ôi. Tên xe hơi bằng tiếng Anh. Nào, cái đầu tiên nào. Toyota. Rồi tiếp nào. Honda. Hyundai. Ford. Nissan. Kia. Chevrolet. Mercedes. BMW. Order. Rồi. Hyundai. Ford. Nissan. Kia. And Mercedes. Đúng không? Theo đúng không? Làm sao vậy? Chúc em vẫn lần sau nha. Ok. Em muốn chơi không? Em không ạ. Em. Em có biết tiếng Anh không? Không ạ.